xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Thằng à tìm cái ga lốp bê chưa ca sổ bê nhịp bê xóm lo lê dự chê lê lên. Inh là ơi, sao nọ ơi, tới hạ khuôn mời nọ chơi. Hai ta cùng lên sàn và hát giao duyên nọ ngơi. Chiếc khăn piêu theo chi hồng để gió cuốn bay về đây. Mắt đăm chiêu ta nhìn nàng chỉ muốn nói bay in ý nọ ơi. Đắm say cô gái Thái muốn lại gần nắm tay và bên em mãi mãi. Lên xe yeah, anh lại lái. Vừa gặp anh đã muốn nói là ai mặc nọ hạt cuồng hai ta hát giao duyên nàng đồng ý cho ta lên sàn rồi ta đáp lại bằng nhiều năm yêu. Khắp núi rừng tây bắc sáng ngời mùa xuân tới là mùa ta yêu nhau. Thanh xuân có bao nhiêu đâu tại sao mà ta không yêu nhau. Anh có lá xanh lá đỏ nàng ngồi dệt vải anh đan hòm. Già làng đã nói nếu cưới em về thì nhà mình đông con. Nhà anh có tới hẳn ba quả đôi mười năm về trông nom. Hai ta cùng lên sàn và hát giao duyên nọ ngơi. Chiếc khăn piêu theo chi hồng để gió cuốn bay về đây. Mắt đăm chiêu ta nhìn nàng chỉ muốn nói ai mặc nàng hay uống rượu ngô men là không biết có phải do em nhưng mà anh say quá sao ơi gọi anh là ơi. Gặp em vào ngày hạt khuống là do anh đã tính cả rồi. Ở đây gọi anh là trai bản chất em xinh nhất trong bản gặp anh là nhất. Mấy gã xung quanh em cũng mà rất đen vì một khi cờ đã đến tay thì anh phải phất. Ta mang thanh âm miền núi đến từng tai người nghe tự hào đến từ bản làng không sợ ai cười chê. Đi khắp năm châu bốn bể không quên đường về mà bản sắc dân tộc và rap Việt là cách anh muốn được khoe. Người miền núi chất biến trở ngại thành động lực quốc đất trồng rừng biến từ đất trở thành vàng ý chí chẳng ngưng. Sống khó khăn nhưng lạc quan ngẩng đầu hiên ngang cờ đỏ sao vàng và đây là người dân tộc Việt Nam. Xin chúc mừng Double 2T với phần hỗ trợ của Wu Kong và ca sĩ Vũ Thảo My. Phải chọn rồi thì tôi mới công bố cái thông tin này. Đáng lẽ bạn sẽ không có mặt ở đây. Bởi vì trước khi bạn này thi, bố bạn gặp phải một cái tai nạn phải cấp cứu gấp thì đáng lẽ bạn phải bay về. Nhưng mà bố đã được cứu chữa và bố gọi điện thoại nói là con hãy theo đuổi ước mơ của con đi. Wow. Và em đã làm được nha. Yeah. Hãy coi xem là khán giả bình chọn bao nhiêu phần trăm cho bạn. Go 80%, số điểm rất cao. Chắc là nhường cho Biri nói trước. Đầu tiên anh chia sẻ với lại gia đình em. Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác giống như anh Thái. Tại vì em ngồi rất có rất là nhiều cái từ mà anh không có hiểu gì hết trơn á. Nó rất là lạ. Thì cho anh hỏi là cái tiếng mà bạn ca sĩ hát là em viết hay là... Dạ, bài vừa rồi em lấy sample từ hai bài hát Inh Lả ơi và Chiếc Khăn Piêu. Em lấy chất liệu của người dân tộc Thái á. Wow. Quê của em á, thì em có cách nào để tiếp cận với rap không? Có ai chỉ em không hay là em tự học? Thì lần đầu tiên em biết đến rap là qua một chiếc tivi đen trắng. Em đã bị cuốn hút ngay từ những giai điệu đầu tiên. Lúc đó thì ở chỗ em thì không có mạng internet, không có điện thoại. Em chỉ có đợi những chương trình trên tivi phát sóng thôi. Và đến năm cấp 3 thì em cách xa nhà để đi học. Thì ở trên đó có quán net. Thì em cùng các bạn em vào. Thì các bạn em đánh điện tử, còn em thì nghe nhạc. Và em tìm hiểu về nhạc rap. Em bắt đầu mày mò và bài nhạc đầu tiên của em là thu âm từ chiếc tai nghe ở quán net. Cái bài nhạc đầu tiên em nghe là bài gì mà em chờ hoài cái chương trình đó? Đó chính là bài Bé Kẹo Mút. Bé Kẹo Mút.
Ok. Ban đầu lúc mà em ra thì anh lại thấy là em sẽ không có phù hợp với lại cái phong cách huấn luyện của anh. Nhưng mà anh thấy được một ma siêu ở trong em. Và anh nghĩ là ma siêu sẽ có thể giúp cho cái dòng nhạc mà em đang làm rất là nhiều. Sorry cho anh hỏi ai làm cái beat này của em. Em cảm ơn anh ma siêu đã làm cho em một cái beat rất là hay ạ. Định mệnh á? Yeah, đây là định mệnh. Anh còn thiếu một slot cuối cùng. Và anh cũng chưa có ai mang cái màu sắc Việt Nam như vậy. Và anh cũng muốn học, anh cũng muốn tìm hiểu. Và anh có producer có tìm hiểu về những cái màu nhạc này mà em đang theo đuổi. Xui cho em, nãy bạn hát cái bài có cái câu tôi nhận ra, ai mặc nộn lái lái. Lên xe, yeah, anh lái lái. Vừa gặp anh đã muốn nói là ai mặc nộn lái lái. Đầu tiên là anh muốn chia sẻ với em về chuyện của bố em. Và thứ hai nữa là anh muốn nói là nọng rất chất. Người miền núi chất biến trở ngại thành động lực, quốc đất trồng rừng biến từ đất trở thành vàng, ý chí chẳng ngưng sống khó khăn nhưng lạc quan ngẩng đầu hiên ngang. Cảm ơn anh. Anh đã từng lên Tây Bắc thực hiện 2-3 dự án MV và anh rất là hiểu cuộc sống của mọi người ở trên đó. Rất là đơn giản bình dị thôi. Anh đồng ý với B-Ray và anh rất là thích cái beat này của Masu làm. Nhưng mà team của anh Dương Cây cũng như là những người bạn của anh hoàn toàn có thể làm những cái beat hay như này hoặc là hay hơn như này để phục vụ cho cái style của em. Khi mà anh nghe cái style của em là anh ngay lập tức remind lại rất nhiều những cái thứ mà ngày xưa anh đã từng lên và được trải nghiệm. Và anh nghĩ rằng là những cái thứ đó nó rất là thuần khiết. Chỉ cần đơn giản là em hãy thể hiện được cái sự chân chất thuần khiết đấy của em thì âm nhạc sẽ giúp em rất nhiều và anh nghĩ là bọn anh sẽ làm được để sẽ giúp được em. Anh cảm ơn anh ạ. Có chắc vòng sau em đi chơi dân tộc không? Hỏi câu khó. Em có thực sự thích theo đuổi con đường này không hay em muốn một cái hình ảnh khác không? Em có thể làm được nhiều dòng nhạc và em muốn mang những gì bản sắc, những âm thanh, những ca từ của người dân tộc miền núi vào nhạc rap để mọi người có thể hiểu hơn về cuộc sống của người trên đó. Thế nên là em mới hát ai mặc nọng lái lai đó, gì nữa. Cho anh hỏi là cái từ nọng nó có nghĩa gì ở trong nọng? Nọng ơi là em ơi, em gái ơi. Đấy, nóng là cái này nè, đây là nóng nè. Anh không biết, sorry. Anh nghĩ chắc là em chỉ sample cái bài đó tại vì em đang có cái sự liên kết đó thôi đúng không? Dạ vâng ạ, cả hai bài đều nói về bản sắc của người dân tộc Thái á. Em là ngày xưa là em sinh ra ở đó luôn đúng không? Em sinh ra và lớn lên ở bản làng ạ. Rồi lúc đầu tiên là em học tiếng của bản làng hay là học được tiếng Kinh ngay lập tức? Ở trên em thì chủ yếu là người dân tộc Tày, người Dao và những người bạn làm nhạc của em là những người Tày ạ. Ừ. Thì em sinh ra và lớn lên ở đó, em được tận hưởng tất cả những cái tinh hoa của người dân tộc trên đó. Ở trên đó thì cũng may là được đảng và nhà nước quan tâm nên là dạy chúng em tiếng từ nhỏ. Nên là tất cả mọi người, kể cả người dân tộc thì nói tiếng Kinh rất tốt ạ. À, nhưng mà em cũng nói được tiếng dân tộc gọi là lưu loát luôn đúng không? Em nói được tầm 70%. À, em có nghĩ là một ngày nào đó em rap bài bằng tiếng dân tộc không? Em cố gắng sẽ song song hai thứ tiếng dân tộc và tiếng Kinh để mọi người có thể hiểu được. Đúng rồi, thì anh nghĩ nó cũng thú vị. Đúng với lời tinh thần của chương trình năm nay là mình lấy chất liệu của Việt Nam và mình mang cái hơi hướng để tiệm cận với thế giới. Ok, bây giờ sẽ là lúc mà ban giám khảo cần phải làm việc cho thí sinh cuối cùng của chúng tôi trong chương trình đêm nay. Liệu team B-Ray có nên được lấp đầy 8 chỗ trống hay không? Hay ai mặc nọn lái lai sẽ lấy luôn thí sinh cuối cùng này. Mời ban giám khảo. Trước hết thì cái vibe của em nó rất hiện đại. Nó không khiến cho anh nghĩ là em đến từ một vùng đất rất là khó khăn để mà có thể nuôi dưỡng cái niềm đam mê nhạc rap đến tận ngày hôm nay. Mà cũng không có mấy ai ở đấy có thể cùng đồng hành để có thể làm được điều này. Nhưng mà em vẫn khiến mình trở thành trai bản chất. Và Big Daddy là một người đã từng rất thành công với cái cách khai thác về chủ đề như thế này. Nói không qua thì anh sẽ ví von em như là một Big phiên bản miền núi chứ không phải là ông kia đi du lịch thôi. Đúng rồi, chỉ là đi du lịch thì xong rồi tự nhiên mang cái câu ai mặc nọng lái lai về. Đây là con người thật, đây là hàng thật thì mình phải đi thì mình mới trải nghiệm chứ bây giờ ông tự nhà ông ngồi ông viết được ra. Ý là tôi nói em mới định là trai bản đúng nghĩa, còn anh em mình là kiểu mượn đấy để làm chủ đề thôi. B-Ray, đối với anh thì vì bạn ấy cũng là người trẻ, cái lối các bạn ấy tiếp cận với những bạn trẻ như thế này nó có cái sự khăng khít nhất định. Tuy nhiên thì cái rào cản về ngôn ngữ giữa hai bên là cũng có chứ không phải không. Nhưng mà ý là nãy giờ em nói chuyện với bạn cũng bình thường mà. cũng đúng. Bằng mọi giá tụi em sẽ hiểu được nhau.
Anh Thái, sao anh không có chọn bạn? Well, I mean, I think he got style. I think, you know, his song's good, but like it doesn't help with me. I think it's more with B-Ray. Anh thì anh nghĩ cái màu nhạc của em nó sẽ phù hợp với lại Big Daddy. Su thấy sao cưng? Em ngồi đây thì em rất thắc mắc, tại vì vẫn chưa hiểu là vì sao mà bạn chỉ nói 70% tiếng dân tộc Thái. Dạ, em nói được 70% đó là vì ở chỗ em chủ yếu là người Tây ạ. Em sẽ nghiên cứu về bản sắc của người dân tộc Thái qua những bài báo và em có dịp lên trên đó làm việc, nên là em cũng tìm hiểu về phong tục tập quán của người trên đó, nên là bài này em viết để tặng những người dân tộc Thái ở trên đó. Ok. Hey, I want to say one thing. I want to apologize too. I know it's late and everybody's getting tired, but I know that, you know, you're very talented. You know, I see that you have a lot of talent. You know, đừng có hiểu lầm like my energy right now. You know, I want to apologize for that. Anh chỉ muốn hỏi là nếu như mà về một cái team khác và khi mà họ đưa một cái chủ đề mà nó không liên quan và những cái type beat nó không liên quan tới những cái màu mà em đang hướng tới thì liệu em có làm được không? Thí dụ như anh đưa một bài hệ chiến, một cái beat drill, thí dụ như vậy thì em sẽ handle nó như thế nào? Dạ thưa anh, em có thể làm tốt được 100% ạ. Ok, nếu em nói vậy thì anh có quyết định. Em có cái sự quyết tâm của em đến từ vị trí địa lý, đến từ hoàn cảnh. Và em có cái sự tỏa sáng của em một cách rất đặc biệt. Yeah. Nếu để mà nói về với đội của một người mà em sẽ phát huy những cái gì mà người đó đã từng làm rất tốt thì anh không muốn như vậy. Anh muốn nhìn thấy em ở những cái phương diện khác hơn. Tại vì là em sẽ luôn tỏa sáng theo cách của em. Và xin chào mừng em về với đội B-Ray để làm được những thứ tốt hơn và nhiều góc cạnh hơn của em. Em cảm ơn ạ. Yeah. Và xin được chúc mừng thí sinh cuối cùng thưa quý vị, Double 2T về với team B-Ray.